Không biết là khi chơi Liên Quân Mobile, anh em đã bao giờ gặp phải trường hợp như thế này chưa? Team thì cứ chat là AD ôm trụ đi, cứ ôm farm đi, đó, hoặc là chat chữ ôm. Đại khái dễ hiểu thì có nghĩa là team sẽ bảo chúng ta ở trong trụ và farm lính, đợi lết để gánh team. Nhưng cái đó thì cũng đúng thật nhỉ, AD lết thì nó cũng mạnh thật. Nhưng cái quá trình mà chúng ta ôm ở trong trụ ấy thì cũng chưa chắc là an toàn. Ở các mùa trước khi cái meta cấm trụ còn, thì cái việc ôm trụ nó trở lên cũng rất là khó khăn. Nhưng còn ở phiên bản hiện tại, sau khi xóa đi cái cấm trụ và cái việc ôm trụ của AD bây giờ nó cũng khó như vậy. Nếu mà gặp phải những cái bộ đôi xạ thủ hoặc là tanker nào máu chiến, cái việc băng trụ vào để bắt AD thì nó không khác gì một cái việc như là cơm bữa đâu anh em ơi. Cứ hở tí là lao vào trụ bắt AD bằng được. Thế nên cái rank cao thủ này nó hay ở một chỗ là thường thường ý, thì những người chơi kiểu như là support thì rất là ít khi đi theo AD. Hoặc đặc biệt là trận nào mà anh em gặp phải những cái tướng trợ thủ như Aya thì thôi cứ xác định là không có bảo kê đâu anh em. Aya thì đi theo rừng, đi đảo quanh khắp map, chứ còn về phận mình, phận AD thì lại phải ôm trụ một mình. Đó rất là nguy hiểm. Thế nên trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cẩm nang liên quân có thể giúp chúng ta an toàn hơn trong những trường hợp chúng ta phải đi AD một mình và không có support bảo kê, và cũng tránh hạn chế được cái việc mà team bạn băng vào trụ để có thể hạ được chúng ta. Thí dụ ngay như trong bức ảnh này thì có lẽ phần nào anh em cũng đã nhìn thấy sự bất lực của vị tướng John khi phải đối đầu với Vera, Roxy, Van Hel và Krynak. Bốn người băng vào thì thôi có màu ôm bằng mắt. Còn đến tình huống này thì đây mình phân tích một tí. Ở trong minimap này thì có bốn người, đó chính là Zata, Butterfly và vị tướng Ginder Hayate chuẩn bị băng vào. Ginder và Hayate thì hàng tuyến trước, còn Butterfly và Zata thì ở hàng tuyến sau. Còn John ở đây thì phải một mình chống chọi lại với bốn người, hoặc ít nhất sẽ là ba người. Và thêm một cái ký hiệu màu xanh thì đó chính là hai con lính. Hai con lính này ở đây thì mặc dù nó không ảnh hưởng quá là nhiều đến cái pha băng trụ, nhưng nó cũng một phần nằm tăng tinh thần của những thành viên đội đỏ, giúp những thành viên đội đỏ có tinh thần băng trụ hơn, kiểu như là sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu băng trụ pha này. Đó, mặc dù hai con lính thì nó gần hẹo rồi, nhưng đảm bảo là team đỏ vẫn chắc chắn là sẽ băng. Từ hai tình huống thí dụ như trên thì trong trận đấu này của mình thì mình sẽ sử dụng là vị tướng Kefeni, một vị tướng xạ thủ cũng không được quá là cơ động. Nếu có chăng thì cơ động của vị tướng này cũng chỉ đến từ chiêu 2, nhưng mà hồi nó cũng rất là lâu. Rồi thì ở trong trận đấu này, cái điều đầu tiên ở rank cao thủ cho anh em cũng đã nhìn thấy rồi. Đó, hoặc là bậc rank tinh anh trở lên thì hầu như nha, trong đoạn đầu trận hay là giữa trận, Grak hay là những cái vị tướng support của chúng ta chủ yếu sẽ là đi theo rừng, đi check map, đi theo mid hoặc là đi mở giao tranh, chứ còn rất là ít khi đi cạnh AD. Thế nên cái việc tự lực cánh sinh khi chúng ta chơi AD nó cũng hết sức là quan trọng. Trong trận đấu này thì ngay từ đoạn đầu trận, team bạn cũng đã chủ động sang cướp rừng với vị tướng Malok, vị tướng Hayate và vị tướng Tulen đều có thể ăn đi con bùa đỏ này. Và mình thì là AD và cũng không quá là khỏe đoạn đầu trận, thế nên mình sẽ chọn phương án là rút lui, hạn chế hết mức những cái pha giao tranh đầu trận. Rồi thì về lưu ý đầu tiên, đó chính là anh em farm lính và vị trí đứng. Cái farm lính này cũng rất là quan trọng nha anh em ơi. Đó, chúng ta hãy cố làm sao farm lính thật nhanh và hủy đi ba con lính càng sớm càng tốt, để cho team bạn không có cơ hội để đẩy lính vào. Nếu mà anh em ôm trụ và lính nó đẩy vào trụ anh em rồi thì đảm bảo team bạn nó chắc chắn sẽ dám băng trụ. Nếu không có lính thì cũng chưa chắc là dám băng đâu, nhưng có lính thì cái tỷ lệ băng nó sẽ tăng lên khoảng 70-80%. Đó là lưu ý về cái việc farm lính. Còn về cái vị trí đứng, liệu rằng khi ở trong trụ thì chúng ta sẽ đứng ở đâu thì là hợp lý nhất? Chẳng nhẽ đứng giữa trụ à? Cũng không hợp lý lắm. Đứng đầu trụ thì cũng không hoàn hảo. Theo cá nhân mình thì chúng ta nên đứng cuối cái trụ 1. Đứng cuối trụ 1 để làm gì? Để lỡ chẳng may nha, team bạn có băng vào thì chúng ta hoàn toàn có thể chạy kịp đến cái trụ 2. Ở đây thì chúng ta tổng cộng được 3 trụ. Trụ dàn ngoài, trụ dàn giữa và trụ dàn trong. Nếu team bạn quyết định đẩy vào phát, chúng ta chạy từ cuối trụ dàn 1 đến đầu trụ dàn 2 thì nó cũng rất là gần. Rồi, còn về lưu ý thứ hai đó chính là lưu ý đi đảo đường. Đảo đường ở đây thì chúng ta không phải là chạy giữa sông. Với một cái chất tướng xạ thủ thiếu cơ động thì cái việc chạy vòng đường rừng thì mình nghĩ sẽ là an toàn nhất. Đó, với vị tướng Kefeni này với bảng ngọc hút máu thì thường thường mình vừa chạy vừa bắn quái rừng. Đó, có thể giúp chúng ta hồi máu rất là tốt. Và đảo đường thì nó cũng tương đối là ổn. Nếu anh em chơi những vị tướng xạ thủ cơ động hơn, anh em hoàn toàn có thể đi giữa đường sông.
Đó, bây giờ Ma Lốc thì cũng đang định tiến vào cái bụi này để có thể check sai, nhưng đã bị mình phát hiện rồi, thế nên mình cũng sẽ không lên cao làm gì. Chúng ta vừa tấn công vừa lui về phía trụ 2 thì team bạn nó cũng rén đi rất là nhiều phần. Trụ 1 thì còn dám băng, chứ trụ 2 thì khả năng cao là không dám băng. Đó là lý thuyết thế thôi, chứ còn nếu mà anh em gặp thực chiến ý thì cũng là 10 là 10 anh em ơi. Đó, thế nên là chúng ta cứ hit and run, chạy về phía trụ 2 càng nhanh càng tốt. Đó, vừa tấn công vừa chạy nhanh em ơi, chứ không phải là chạy một mạch. Đó là cái cách mà chúng ta có thể khắc lại cái chiến thuật người ta gọi là ép trụ đến từ team bạn, và cũng hạn chế được tối đa cái việc mà khi chúng ta che AD và lên bản đếm số. Đó là hai lưu ý đầu tiên mà mình nghĩ anh em nên lưu ý để chúng ta có thể an toàn hơn. Cuối cùng và lưu ý thứ ba khi chúng ta chơi AD để có thể hạn chế được team bạn băng xả vào thì đó chính là anh em phải nhìn minimap thường xuyên. Cái nhìn minimap này nó cũng rất là quan trọng nha. Như cái tình huống người ta gọi là tình huống thí dụ của mình ở trong đầu video thì mình có để một cái tình huống có nghĩa là John bị Ginder, bị Hayate, bị Butterfly và bị ra tay ép vào. Đó, nếu chúng ta nhìn ở minimap thì chúng ta cũng đoán được phần nào là team bạn có mấy người. Thí dụ chúng ta nhìn minimap nha, thấy hai người thì anh em cái công việc dễ nhất là chúng ta sẽ hủy lính càng sớm càng tốt, tại vì hai người cũng rất là ít khi dám băng. Nhưng nếu ba người thì cái việc hủy lính xong thì tốt nhất là anh em nên chạy dần về trụ 2, tại vì với ba người và ba cái nguồn sát thương rất là dồi dào thì chúng ta hoàn toàn là không thể đỡ lại được. Thế nên mình nghĩ lui sẽ là phương án an toàn. Hiểu đơn giản thì là thấy hai người thì chúng ta ôm ở trụ cũng được đó và phá lính nhanh. Còn nếu thấy ba người thì chúng ta nên di chuyển sớm về cái dàn trụ 2, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều khi chúng ta chơi xạ thủ. Tổng quan qua thì nó sẽ là như vậy. Và nếu anh em nào còn những cái mẹo khác hay hơn thì anh em cũng có thể để lại phần bình luận dưới comment của video này nhé. Và video của mình về cẩm năng liên quân số hôm nay đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Và nếu anh em nào thấy hay thì mong anh em hãy để lại mình một like, đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục ra video khác hơn nhé. Và lại nghe em ở trong những video lần sau. Bye bye.